Ở đây có gì bạn, có gì bạn bùm chéo, lấy tên lửa, gài tên lửa vô nè các bạn, đó có gì bạn, xe cứu hộ nè các bạn ơi, đi cứu hộ nào. Ồ oh. Đây có gì đây, có gì đây bạn, đây có chiếc xe bạn, nó ủi chiếc xe màu đỏ kìa. Ồ oh, nó chạy ghê bạn, ồ oh, nó ủi xe màu đỏ chạy vòng vòng luôn bạn ơi. Wow, hay quá bạn ơi, đó wow, bằng chéo Batman, bằng chéo xe gì xíu bự luôn các bạn ơi. Cái gì đây bạn, wow, tiếp tục, đây có gì đây bạn, ủa đây nè, wow, chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Wow. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, ở đây có một chiếc xe cứu hỏa siêu dài luôn nha, siêu đẹp luôn. Rồi tiếp tục đây có gì bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe công nông màu đỏ, khó nhìn rất là ngầu luôn. Có bánh xe siêu to luôn. Nhìn. Rồi xe này chở theo con bò nè. Wow, xe siêu đẹp luôn nha các bạn. Tụi đây có gì bạn? Wow, các bạn ơi, một chiếc xe tên lửa. Lửa này nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Một cái tên lửa nè, hai cái tên lửa, bắn tên lửa bạn. Bùm chéo. Wow, hay chưa các bạn ơi? Rồi bây giờ lấy tên lửa, gài tên lửa vô nè các bạn. Đó. Ok, bây giờ sẽ bắn qua đây bạn. Đó, hay chưa bạn ơi? Rồi tiếp tục lấy cái tên lửa vô bạn. Đó, rồi bắn qua đây bạn. Bùm chéo. Wow, chiếc xe tên lửa này chơi hay ha các bạn ha. Các bạn ơi, ở đây có gì các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu nè các bạn ơi, xe cứu hỏa nha bạn ơi, siêu đẹp luôn nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có chiếc xe cứu hộ nè các bạn ơi. Đó, mình lấy cho coi các bạn. Nè, đó một chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi. Wow, chiếc xe cứu hỏa nhìn đẹp chưa nè. Đây là cái ống khói nè các bạn ơi. Nè, ở đây có nút bấm nè các bạn. Wow, các bạn nhìn nè, đó đèn chớp nè các bạn. Ồ, xe có âm thanh rất là hay luôn các bạn ơi. Ui, ở dưới này có cái gì đây bạn? Nè, ở đây là cái động cơ hay là gì nè các bạn ơi. Rồi bây giờ sẽ nhấn lại các bạn. Ồ, xe có một âm thanh khác nha các bạn. Wow, xe đẹp các bạn ơi. Nè, cái vòi xịt chữa cháy có thể xoay được luôn các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow, một cái cần cẩu cát. Ở đây có một cái bệ cẩu nè, để lắp ráp cho bạn. Có một chiếc xe cẩu cát siêu to luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây có gì bạn? À, có một cái cần cẩu nè các bạn ơi. À, đây có cái cabin nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Wow, một chiếc xe cần cẩu siêu đẹp luôn ơi. Ở đây mình thấy có cái máy bay trực thăng nè. Bây giờ lấy ra các bạn. Đó, wow, đẹp chưa nè các bạn ơi. Wow, xòe ra thành bốn cánh luôn các bạn. Ở đây có móng cẩu cứu hộ nè các bạn. Bạn đây mình bấm này các bạn. Wow, bấm này máy bay trực thăng nó quay cánh nè các bạn ơi. Đó. Đẹp chưa các bạn? Cái đèn cứu hộ của máy bay nè các bạn, để chúng ta hạ bay ban đêm buổi tối chúng ta đi tìm cứu hộ đó các bạn. Ở đây là chỗ cho phi công ngồi nè các bạn. Đó, nút bấm nè các bạn. Đây bây giờ bấm nút này nè các bạn. Oh, wow các bạn ơi. Ồ các bạn nghe âm thanh không các bạn? Wow, âm thanh máy bay hoạt động đó các bạn. Ồ có đèn chớp chớp nè các bạn. Đi cứu hộ nào. Ồ. Rồi đậu đây nha các bạn. Ở đây có gì đây các bạn ơi? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container các bạn ơi. Rồi ở đây có một cái móc kéo nè các bạn. Wow, cái móc kéo này chở theo rất là nhiều xe cảnh sát luôn nha các bạn ơi. Rồi tiếp tục cái gì bạn? Có cần cẩu, có cái bệ cẩu nè, sẽ lắp ráp lại bạn. Đó, một cái nhìn siêu đẹp bạn. Ở đây có gì các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát 911 nè, bạn có chỗ cho chúng ta leo lên. Ở đây là ghế cho hành khách ngồi. Đây là cầu thang leo xuống để cho tài xế ngồi lái xe. Xe ngồi bên này. Wow, xe chạy rất nhanh luôn. Tiếp tục đây có gì các bạn? Ui, các bạn ơi, ở đây có những con khủng long nè các bạn. Ồ, có hai con khủng long xe ben nhìn siêu đẹp. Mà tiếp tục bên này các bạn có gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cứu hỏa xịt ngược nước rồi các bạn. Ồ, đây là vòi xịt cứu hỏa các bạn. Đây là chúng ta nhấn nước đây xịt nước ra các bạn thấy chưa? Wow, ồ, thể đi chữa cháy được cho bạn. Đây có đèn xe cứu hỏa. Đó, xe động cơ mạnh chứ bạn. Wow, chạy rất là nhanh luôn các bạn. Tiếp tục các bạn ơi, đây có chiếc xe bạn. Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe xe màu đỏ nè. Rồi chở thêm một chiếc xe này, một chiếc xe đua màu đỏ nữa các bạn. Wow, xe đẹp chưa các bạn? Rồi tiếp tục các bạn ơi, ở đây có gì các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì đây? Ui, đây là xe cẩu bút cát nè các bạn. Mở cửa ra nè, trong này có vô lăng buồng lái trong này, đóng cửa lại. Nè, đây là xe bánh xích nè các bạn, có đậu cát nè. Đó, mình cào cát các bạn. Đây là cái cẩu bút cát nè các bạn ơi. Cái cẩu bút cát này xịn quá các bạn ơi. Rồi tiếp tục sửa chữa chiếc cát, còn thiếu cái cabin nè các bạn. À, bây giờ lấy cabin này bạn, ở lắp ráp vô nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Tiếp tục các bạn, đây có gì đây các bạn? Có một chiếc xe này, xe container cảnh sát nè bạn ơi. Nè, có còn xe màu đen nè, chở thêm một chiếc xe màu đen mô tô nữa các bạn ơi. Thêm một chiếc xe mô tô màu trắng nữa nè các bạn. Siêu đẹp luôn các bạn. Tiếp tục đây có cái hộp gì đấy bạn? Wow, cái hộp này hộp to bạn. Ui, các bạn ơi, hình như đây hộp xe cẩu bút cát bạn. Đâu bây giờ mình mở coi bạn. Nè, đây đây lôi ra nè các bạn ơi. Ơi đúng rồi, đây là xe cẩu bút cát bạn ơi. Nè, chiếc xe cẩu cát nè. Ở đây có cái đồ điều khiển nè các bạn. Ui, các bạn ơi, chiếc xe này hả có cẩu bút cát bằng sắt các bạn ơi. Bây giờ mình kiếm chỗ khởi động các bạn. Hình như chỗ này chỗ để pin nè. Coi coi. Ui đúng rồi nè các bạn ơi. Nè có cục pin nữa bạn. Kiếm cái chỗ khởi động nữa các bạn ơi. Nè hình như chỗ khởi động dưới đây nè các bạn. Đó, mình khởi động lên lấy cái đồ điều khiển bạn. Mình sẽ khởi động lên luôn nha các bạn. Đó, có sáng đèn các bạn ơi. Bây giờ mình bấm thử lúc nãy bạn. Ui, đúng rồi các bạn ơi. Nè xe còn hoạt động các bạn. Rồi nó đưa lên nè bạn. Đó, cẩu cát đưa lên nè. Đó, múc cát bạn. Đó, hay chiếc xe này chạy được bạn ơi. Wow wow wow. Ô nhưng mà các bạn ơi, chiếc xe này nó bị xúc cái bánh xích ra nè các bạn. Nè nè bây giờ mình sẽ sửa lại các bạn. Đây gắn cái bánh xích lại các bạn. Đó, rồi. Ok, được rồi các bạn. Rồi bây giờ cho xe chạy. Đó, wow, xe chạy hay chứ bạn ơi. Wow, chiếc xe này chạy nhanh nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, chạy tới chạy lui nè các bạn. Đó, wow, chạy hay chứ bạn ơi. Wow wow wow. Ô, nó chạy vô kia các bạn ơi. Ồ, wow, nó chạy lôi mấy chiếc xe luôn bạn. Đó, wow wow. Ghê ghê các bạn ơi. Kìa kìa. Đó, đuổi chiếc xe nhỏ luôn bạn ơi. Wow, hay chứ bạn ơi. Đó, wow. Ô, nó chạy là mấy con khủng long luôn bạn ơi. Wow, hay chứ bạn. Đó, chiếc xe này chạy rất là hay luôn bạn ơi. Ồ,
No. Ủi mấy khủng long luôn bạn ơi. Rồi, nó ủi mấy khủng long nó ngã luôn bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để lại. Nó chạy bạn ơi. Kìa. Wow. Các bạn ơi, kìa nó chạy ve nó ủi chiếc xe màu đỏ luôn bạn ơi. Đó, kìa. Rồi, nó ngã nữa các bạn ơi. Đó, nó chạy vô chiếc xe màu đỏ xong nó ngã luôn bạn. Rồi nó ủi nữa các bạn ơi. Kìa. Đó, hay chứ bạn ơi. Đó. Wow, chiếc xe này chạy hay các bạn. Đó. Wow. Gơ bạn ơi. Kìa. Đó, chiếc xe này chạy rất là mạnh luôn bạn. Wow. Nó ủi chiếc xe màu đỏ kìa. Đó, nó chạy ghê bạn. Đó, nó ủi xe màu đỏ chạy vòng vòng luôn bạn ơi. Wow, hay quá bạn ơi. Đó, wow, xe cẩu cát ủi xe hay các bạn. Đó, xe chơi rất là hay luôn bạn ơi. Ôi các bạn ơi. Kìa, nó ủi khủng long các bạn. Kìa. Đó, nó ủi khủng long nè. Wow. Ôi các bạn nhìn nè. Wow. Ôi, nó ủi khủng long các bạn ơi. Kìa. Rồi các bạn ơi. Nó ủi khủng long xong nó bị ngã đây luôn các bạn ơi. Rồi lấy để ra bên các bạn. Bây giờ có đây có xe gì bạn? À một chiếc xe cẩu cát bạn ơi. Nè ở đây có bệ cẩu bạn. Bây giờ mình lắp ráp lại bạn. Đó một chiếc cẩu cát siêu đẹp luôn bạn. Rồi tiếp tục đây có gì bạn? Wow bạn ơi, siêu anh hùng các bạn ơi. Wow, rất là nhiều siêu anh hùng luôn các bạn ơi. Nè, đầu tiên đây là người nhện nha các bạn. Rồi, ở đây Mỹ nè các bạn ơi. Có ai đây bạn? Wow, đây là Batman nè các bạn. Có món đồ chơi gì nữa nè các bạn? Lại cái món đồ chơi lên nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy người sắt nha bạn. Mình sẽ cho vô đây nè các bạn. Rồi bây giờ bóp co. Mạnh ghê các bạn ơi. Đó rất là mạnh luôn, kéo lên các bạn. Rồi bây giờ mình lấy siêu nhân này các bạn, bỏ vô bạn. Rồi bắn nè. Đó, gài đạn lên các bạn ơi. Thì mình sẽ lấy các bạn ơi, đây là người khủng lồ xanh nè các bạn. Mình sẽ bỏ vô đây luôn nha các bạn. Đó. Nhắn siêu nhân đỏ cho bạn. 1 2 3. Bắn xéo. Wow, theo mình sẽ nhắm Batman. Bạn xéo rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn, ở đây có chiếc xe các bạn. À đây là một chiếc xe cứu hộ bạn ơi, còn có cabin nè. Đó lắp ráp các bạn. Wow rất là đẹp luôn bạn ơi. Rồi ở đây có chiếc xe gì siêu bự luôn các bạn ơi. Ô các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu bạn ơi. Nè đó đây cái móc cẩu nè. Đó xe siêu dài siêu bự luôn nha các bạn. Nên. Wow, lấy cái đồ chậu bê tông các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô. Ok. Wow, một chiếc xe chậu bê tông nhìn siêu đẹp luôn nè. Ở đây có anh lơ xe nè các bạn. Đó xe siêu ngầu luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container đó bạn ơi. Wow, xe container nhìn ngầu chưa các bạn. Rồi đây có đầu container các bạn. Đó, động cơ siêu mạnh luôn nha các bạn. Wow, chạy ra các bạn ơi. Rồi tiếp tục đây có gì đây bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi, xe container cảnh sát nè. Dưới này chở theo rất là nhiều xe luôn, nhìn siêu đẹp đúng không? Xe chở theo một chiếc xe nè, hai chiếc xe nè, ba chiếc xe nè. Đó, đẹp quá các bạn ơi. Rồi đây có cái cabin của chiếc xe đây bạn. À, của chiếc xe này bạn ơi, xe cẩu bút cát nha, lắp ráp lại các bạn. Đó, xe siêu ngầu luôn bạn. Rồi tiếp tục ở đây có gì bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. À, đây là chiếc xe container các bạn ơi, dưới chở theo hai chiếc xe luôn các bạn, ba chiếc xe, bốn chiếc xe luôn nè các bạn ơi. Container này nhìn ngầu với các bạn. Rồi sửa chữa chiếc xe, lắp cái xe vô bạn. Đây một cái xe, bánh xe nữa các bạn. Đây ok. Nè. Wow các bạn ơi, ở đây có cái gì đây bạn? Ủa các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe công tâm có bánh xe siêu to luôn nè, ống khói nè, vô lăng ở trong nè các bạn. Rồi đây có một kéo chở theo. Ý các bạn ơi, này trái ớt nè các bạn ơi, này bắp cải nè các bạn ơi, cà rốt nè các bạn. Rồi đây trái bắp nè. Wow, xe nhìn ngầu ha các bạn. Rồi tiếp tục cho đây chiếc xe chở rác, lắp cái xe vô bạn. Một cái xe nữa các bạn. Đây ok. Wow các bạn ơi, ở đây có gì bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một địa hình nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Những chuyến chạy các bạn đâu mình coi có bạn. Wow, có một chiếc xe siêu đẹp luôn nè, lấy ra coi bạn. Đây nè. Wow, một chiếc xe nhìn đẹp chưa nè các bạn. Rồi trong này còn cái móc kéo nè các bạn ơi. Wow, cái móc kéo này chở theo một chiếc xe Jeep nè các bạn ơi. Xe này chở theo chiếc xe địa hình nữa nè các bạn. Để có thể mở cửa được luôn nè các bạn. Đó các bạn nhìn nè, đóng cửa là có nút bấm các bạn. Ồ các bạn ơi, nè, xe này có nút bấm hả, có chớp đèn nè, có âm thanh nè. Xe hay chứ bạn, này nhìn cũng rất đẹp bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn móc kéo vô bạn ơi. Nè, đây gắn móc kéo vô bạn. Đó, một chiếc xe nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi, sửa chữa lại xe chở bê tông, lắp ráp cái xe vô bạn. Đây một cái xe nữa các bạn. Đây ok. Wow, sửa chữa lại xe cẩu cát, lắp ráp cái xe vô bạn. Đây một cái xe. Tục thiệt cái bánh xe nữa các bạn. Đây ok. Wow các bạn ơi, ở đây mình thấy có hộp xe với chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Wow, xe cảnh sát nhìn đẹp quá các bạn ơi. Đâu mình các bạn. Wow, một chiếc xe cảnh sát đẹp chưa nè các bạn. Cảnh sát này có thể bấm nút bấm nè các bạn. Đó, có âm thanh nè các bạn. Wow, âm thanh hay chứ bạn ơi. Đó, có chớp đèn nhìn rất đẹp luôn nha các bạn. Đó, này bây giờ nhấn lại các bạn. Đó, đây là âm thanh xe chạy nha các bạn. Rồi, nhấn thêm cái nữa bạn. Đó, có rất nhiều âm thanh luôn các bạn ơi. Đó, nhìn đẹp ha các bạn ha. Xe này có thể mở cốp được ngoài sau luôn nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Ổng lại nè các bạn. Wow, chiếc xe cảnh sát này xịn ha các bạn ha. Nhưng mà các bạn ơi, từ nãy giờ chúng ta đã khám phá được rất nhiều chiếc xe rất là xịn luôn. Bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm tập rồi. Bye bye, chào các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.